Vâng, như vậy là tại một quán salon tóc thì một thanh niên đã bước vào cửa rồi. Rồi, bước vào cửa trong khi một em gái đang nằm ngủ. Đang xem nhưng có vẻ như không biết. Ồ, không biết là mày. Ồ, nằm nhưng mà vẫn không biết. Ồ, đang uống cái gì đó mà không biết là có thanh niên đang đứng ngay cửa. Điện thoại để ngay kia ở nhà. Làm gì đây? Ôi, nhẹ nhàng cầm điện thoại đứng ngay trước cửa. Đấy, trong khi cô gái nằm trên ghế sofa không hề hay biết gì. Ôi rồi, ngon, ớ ấy. Điện thoại. Ờ, có khách có hàng không? Đấy là người ta đâu. Đây vẫn ở đây. Ờ, hỏi chị có khách có hàng không? Đấy không có khách đâu anh ạ. Rồi, rất may đúng không ạ? Đấy, đang chuẩn bị đi ra cửa rồi thì cô gái đã, một cô gái khác đi trong nhà ra và đã phát hiện thanh niên này cầm chiếc điện thoại đúng không ạ? Một vài giây thôi thì có lẽ là đã mất luôn cái điện thoại rồi. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.